rất là sang đúng không? Mà sang chấn tâm lý. Lạc Thủy, Makaka Mulaka lên cho nên ta mất đội lên em. Nhưng mà Phật Quốc và Lạc Thủy đều thứ người đam sống vì già, đứa đó trôi vào sông suối không lẫy ăn các loại chim cá cùng trộn với khe sung sảnh. 2-3, và 2 năm đến 6 tháng đẻ chỉ có một con. À, cái này mình đi Vũng Tàu á, mình đi Vũng Tàu đúng không ta? Nếu mà mình đi Vũng Tàu mình lên cái, cái chỗ mà ông tượng Chúa á, hình như khúc trên đó là sẽ có một cái chỗ, cái chùa rất là nhiều khỉ luôn. Lớn khỉ nhỏ vân vân, rất là nhiều khỉ. Khỉ nào cũng có hết, cao có bé có. Ở bên đây chắc khỉ non quá, còn bên đây khỉ già. Rồi đúng rồi, tỏ gì chắc khỉ già đó. Khỉ mặt đó gầm vậy trời. Hỏi gì bà nội, này là khỉ già không? Đó gầm đít đỏ nữa ha. Nó lại nó chọc đít con kia, cả con kia nhảy à. Bắt chí cho nhau, khỉ nó bắt chí cho nhau. Ở con kia luôn. Sao khỉ nó thích cái đỏ tươi nhá, đỏ mà mặt nó cũng rõ nữa. Đó. Thì vừa rồi chúng ta cũng đã xem một số chú khỉ rồi, thì video đến khỉ nè, rồi gấu chồm, rồi hà cái gì à? Giống hải, giống con giống hải là mình quên tên đây. Thì video đến trái cá, thì video đến này cũng đã kết thúc rồi. Nếu mấy bạn thấy hay thì hãy like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo nè. Bye bye.